Xin chào anh chị các bạn. Video tiếp trước tôi hướng dẫn anh chị các bạn cách mình làm một cái menu dạng sub mega menu rồi đúng không? Thì hôm nay video hôm nay hướng dẫn các bạn làm tiếp cái phần footer. Footer như này. Đó. Thì mình sẽ làm theo mẫu này ha, mẫu như này. Đó. Thì bây giờ mình sẽ quay vô cái trang thiết kế của mình hay cái trang web mình đang làm dễ dàng đây. Thì bữa trước mình sẽ hướng dẫn các bạn đưa cái footer đâu vào đây như thế nào rồi ha. Thì các bạn nào không biết xem lại video hoặc là xem lại cách tôi làm nhanh qua ha. Ví dụ cái footer này đầu tiên mình phải tạo một cái UVS lock trước. UVS lock vào đây. Mình thiết kế một cái UVS lock trước, sử dụng Lock Studio lôi nó ra trước. Thì mình lôi nó ra mình sẽ được cái footer ở đây. Đó. Rồi sau khi mình làm được cái footer rồi á thì mình mới quay đưa nó ra ngoài. Nhưng đưa ra ngoài thì mình cách mình tôi tắt bớt lại cho gọn nha. Như lắp xong rồi mình sẽ đưa nó ra, đưa mình sẽ vô lát sơm theo option đây. Nên mình vô đây là mình vô footer. Vô footer và mình gọi cái đúng cái footer của mình thiết kế ra thì mình sẽ có cái footer hiện dưới này. Đó. Sau khi hiện footer rồi mình sẽ tiến hành chỉnh sửa cái footer đó lại theo ý của mình. Thì cũng vô unit lock và vô tìm đến cái footer đó và unit builder. Đó. Cách thứ hai á là mình không đây. Mình không vô đây là mình đi bằng cách khác nhanh hơn. Cách này là mình đi để biết cái logic đó thôi nhưng mà thật sự nó là như thế này. Thì mình vô ngay footer nè, mình đăng nhập quản trị thì có admin bar đây mới làm được nha. Sau khi đăng nhập quản trị mình có admin bar là được, rê chuột vô footer này mình thấy edit như thế đây, bấm ở đây nó cũng hiểu luôn, nó dẫn vô đúng ngay footer của mình luôn. Đó, hai cách nha. Rồi cái đây xuống này mình kéo xuống đây để mình coi cái footer của mình đây. Bây giờ mình sẽ làm loại cái footer này mình thấy là 1 2 3 4 cái đường link và cái giới thiệu đúng không? Thì đây 1 2 3 là 4 link giới thiệu. Bây giờ có cái này mình đem xuống đây, sorry mình kéo lộn mà. Cái này 1 2 3 đây, cái này là không tới này logo. Thì ở đây nó để cho mình biết là này kéo xuống đây đó. Không phải, mình kéo lộn hoài. Mình kiểm tra lại coi cái này, cái dưới này không cần thiết đi, cái dưới này không cần mobile, cái copyright này bỏ đi, làm lại bỏ copyright đi, không cần thiết cái copyright này bỏ luôn đi đó. Còn như đây nè, cái này delete luôn đi, này, delete luôn cái này, delete luôn rồi vô video này, delete luôn cho nó gọn lại, nó nhiều quá mình không ra rồi mới nhìn ra nè. Cái gap này chính là cái khoảng hở trong này, hở này nhiều quá delete luôn đi hết thôi. Rồi bây giờ ở đây là 428 đây đúng không, cái này kéo xuống đây nó ra vậy đúng không. Rồi bây giờ mình làm cái này coi đây trước, copy nguyên cái cục này qua luôn. Rồi chuột ở đây nếu có logo bỏ vô, không thì cứ để lên vậy, có logo bỏ lên, mà không có logo thì để logo tạm đi nha. Rồi đó, ok. Rồi tiếp tục là tới phần sản phẩm, copy ra tôi chuột vô ở đây để cho sản phẩm vô. Ở trong sản phẩm mình có gì đó mình cứ copy vô này, tôi copy vô luôn này, đừng lên liên kết thôi, dán vô đó. Rồi muốn cho nó có cái nút này thì mình cho nó là light size nè, mình quay bôi đen hết, mình cho light size bôi đen hết một đơn này ha, không phải bôi đen hết chứ, hai cái list này. Rồi mình cho nó là dạng danh sách ha, danh sách thì nó có dấu chấm à, chuyển cái dấu chấm nó lại thành cái nút khác đó, hiện ra liên kết đường link vô. Thì liên kết vô đường link là những cái bài đăng, bài viết hoặc những cái bài mình làm sẵn mình liên kết vô. Đó, bay hoặc ở đây là mình liên kết vô hai cái category ha, hai menu. Rồi cái thứ hai là khách hàng. Hàng này cũng vậy. Đó. Như vậy. Đây đây. Dán vô đây. Rồi. Đây nhiều bạn nói không có sẵn sao copy, thì cái này mình phải chọn sẵn nha, chọn sẵn lên ý tưởng sẵn trong file Word mới có ý tưởng này mới làm được. Đó, cái này là mình ở đây ha. Đó đây nè, đó. Đó. Camera
khi mình dán vô, khi mình copy bài quạt vô, nếu mình thấy nó như vậy đi, nó như vậy thì mới enter xuống nè, nó mới hiểu nè. Đó, ở đây mình vô đây sai ra đó, rồi sau đó mình mới chính sách bảo mật công ty nè, mình link vô bài viết, mình phải tạo một cái bài viết chính sách bảo mật công ty bỏ vô đó. Ở đây mình chưa có cụ thể thăng, có lẽ mình phải có bài viết này nè, hai bài gì đó mình link vô ha, thăng thăng là link vô không không có nè. Ví dụ như là mình phải link là tạo một cái bài viết là bữa trước, bài buổi 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 một buổi hai là mình đã nói rồi, mình đăng một bài viết về chính sách bảo mật công ty, bỏ vô đây để ta lít vô, ta có ta đọc, phải không? Rồi tương tự như vậy tiếp tục tới về đây, thế này về nguyên cục này copy qua luôn. Ở đây đó, copy này vô đây đây đúng không? Thì rồi ok, đây là xong đúng không? Rồi xong, apply, test. Sau khi xong rồi mình ra mình coi lại. Đó. Đó. Đây, đó là xong. Ừ. Xong ha. Rồi. Rồi. Rồi tiếp theo cái dưới này, cái dưới này ha, cái dưới này thì mình sửa đâu, cái dưới đó thì mình sẽ vô Lastom footer thì mình đưa, nếu mình đưa muốn đưa link xuống dưới đó thì mình vô layout nè, ôi sorry, vô footer nè, nó ở dưới này mình sẽ có cái chữ câu dưới đây mình có copyright và gì đó thì bỏ vô đây đó, bắt tu top bỏ, muốn còn cần bỏ vô nó position Let's try bỏ vô ha. Đó. Rồi muốn cái menu link dưới thì làm sao? Menu thì mình vô menu dưới này đúng không? Menu hàng cái này muốn link dưới dưới thì menu menu mobile này nè, mình cho nó là menu footer luôn, đó thì nó ra chỗ footer cho mình. Đó. Ừ, cho mình. Đây là thôi. Rồi, kết thúc video đây ha. Hẹn gặp lại anh chị video tiếp theo.